một tờ giấy kiến A4 và một tờ giấy báo. Rồi ta cố định một tờ giấy báo trước, sau đó chúng ta đặt vị trí cái bông như vậy. Rồi ạ. Rồi chúng ta sẽ từ từ và cố định cái góc lại. Rồi chúng ta chỉ cần lần vào là nó thành một cái bông ốc quế. Đúng rồi. Rồi ta dùng băng keo cố định lại. Gắn một cái nơ nữa là xong nhé.